Chào mừng bạn đến với Top Sahan, kênh tổng hợp tin tức về những ngôi sao K-pop. Và như thường lệ, ngay sau đây sẽ là những tin tức thú vị có trong ngày hôm nay. Đi kèm với sự nổi tiếng vượt bậc, Jennie liên tiếp vướng vào loạt thị phi khó đỡ, những lời chỉ trích không ngừng từ công chúng. Dẫn đầu xu hướng thời trang của giới idol, nhưng Jennie vẫn không thoát khỏi cảnh bị chỉ trích vì các trang phục trong MV, outfit quá ngắn của cô trong Eye Cream và Lipstick Girl đang là chủ đề hot trên mạng xã hội. Khoảnh khắc gây chú ý của Jennie trong Lipstick Girl là phân cảnh diện đồ y tá. Trang phục của Jennie không chỉ là kiểu váy trắng đơn thuần mà được biến tấu với thắt lưng, chiếc nón có họa tiết trái tim và đôi giày cao gót. Độ dài của trang phục cũng bị cho là ngắn hơn so với thông thường, khiến cư dân mạng không tiếc lời chỉ trích Jennie sexy hóa hình tượng y tá. Bên cạnh đó thì outfit của Jennie khi vào vai nữ bệnh nhân cũng đang nhận nhiều ý kiến tiêu cực. Netizen cho rằng chiếc váy này quá ngắn, khi main rapper nằm trên ghế tạo nên hình ảnh phản cảm. MV Eye Cream tạo ấn tượng mạnh mẽ với khán giả khi các thành viên Blackpink liên tục đổi trang phục. Jennie lại là người duy nhất bị soi chi tiết mặc đồ quá ngắn. Chiếc áo crop top diện theo style lộ bra bên trong và chân váy xếp ly siêu ngắn của Jennie bị cho là quá phản cảm. Vì đây là MV mang hơi thở mùa hè và định hướng US-UK, người hâm mộ cho rằng trang phục của Jennie không đáng để bị mùa xẻ. Các thiết kế do stylist chuẩn bị đều phù hợp với chủ đề của MV và gu quốc tế. Những cuộc tranh luận gay gắt trên mạng xã hội về outfit của Jennie khiến Blink cũng cảm thấy đau đầu. Mới đây thì Jennie cũng đã có động thái đầu tiên sau khi trở thành tâm điểm chỉ trích. Trong sáng nay thì nữ idol cũng đã đăng tải hình ảnh mới lên Instagram cá nhân kèm chú thích: hôm nay là ngày ghi hình. Có thể Jennie muốn thông báo hôm nay cô sẽ ghi hình Running Man cùng các thành viên như phía công ty đã thông báo. Thế nhưng biểu cảm của công chúa YG trong ảnh mới là điều khiến công chúng chú ý. Hình ảnh trên là hậu trường của buổi chụp photobook album, đến nay mới được nữ idol đăng tải. Trong ảnh, dù Jennie vẫn xinh đẹp và sang chảnh, nhưng biểu cảm của cô nàng có chút chán nản và buồn bã. Rất có thể đây chính là tâm trạng hiện tại của người đẹp vì vướng phải lùm xùm không đáng có, chỉ vì mặc trang phục theo đúng nội dung của MV. Dưới phần bình luận, fan đã để lại nhiều bình luận ủng hộ và động viên Jennie: hãy hạnh phúc và tích cực nhé, chúng tôi luôn yêu bạn, chúng tôi luôn ở đây vì bạn. Về vụ việc tranh cãi này, dân mạng xã hội Hàn Quốc ý kiến chỉ trích bất ngờ lại chiếm phần ít. Có rất nhiều dân mạng đứng về phía Jennie: chúng tôi luôn bên bạn, bạn là xinh đẹp nhất. Hãy hạnh phúc, khỏe mạnh và tích cực nhé, hãy chăm sóc bản thân. Dân mạng Việt Nam cũng bức xúc cho rằng câu chuyện bé xé ra to đã từng có nhiều idol mặc tương tự, nhưng chỉ có mình Jennie bị chỉ trích. Fan còn đưa ra những trang phục kín đáo tuyệt đối, không gây ra tranh cãi để Blackpink tham khảo mặc trong lần comeback sau, đó là áo phông chống nắng, quấn chăn hay đồ bảo hộ y tế. Cảm ơn bạn đã theo dõi video trên kênh Top Sahan và đừng quên ấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nắm bắt những tin tức mới nhất có trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.